từ đâu? Tác giả Cử Nguyệt Thi. Tập 11, chương 27. Mười sáu cười ha ha. Thạch Đầu nói: cô đã tới Bắc Cực sao? Trình Ca lắc đầu. Thạch Đầu nói: lão Bảy từng tới Bắc Cực, đi qua Bắc Băng Dương. Trình Ca xoay con ngươi nhìn Bành Dạ. Anh cầm cây gậy, chú ý bắp và khoai lang trong đống lửa. Anh liếc cô một cái. Nhìn cái gì? Anh đi Bắc Băng Dương làm gì? Đi ngang qua. Anh không muốn nói nhiều, Trình Ca cũng không hỏi nhiều. Nhưng Thạch Đầu nói: trước đây tôi nghe anh Hai nói có tàu chiến muốn mời lão Bảy làm hoa tiêu. Anh Hai đùa em thôi, cái này anh cũng tin. Bành Dạ nói. Thạch Đầu không tin cho nên cũng không dừng lại. Trình Ca, cô có bạn trai chưa? Trình Ca cúi đầu gãy đống lửa, lơ đãng dùng khóe mắt nhìn cô một cái. Cô cũng nhặt cành cây chọc vào đống lửa, nói: chưa có. Cô gái tốt như cô sao có thể không tìm ra được bạn trai chứ? Người thích tôi coi thường. Người tôi thích coi thường tôi. 16 nói xen vào. Tôi nghe người ta nói nam nữ ở thành phố lớn bây giờ đều như vậy. Trình Ca, chính cô cũng như thế. Vậy cô từng nghĩ tới nguyên nhân của vấn đề này không? Nghĩ tới chứ. Nguyên nhân gì? Không xứng với người tốt hơn mình, nhưng lại coi thường người làm bạn với mình. 16 chặt lưỡi. Lời này nghe thật cô đơn. Ni Mã không hiểu hỏi. Chị Ca, chị tốt như thế. Người làm bạn với chị đều là người tốt mà. Trình Ca cười cười không lên tiếng. Một lát sau nhẹ giọng nói. Bây giờ đều tốt. Bành Dạ bới một trái bắp từ trong đống lửa ra đưa cho Trình Ca nói. Xong rồi nè. Cô không khách sáo nhận lấy há miệng cắn. Này, coi chừng phỏng. Bắp nướng vừa thơm vừa ngọt, cô đói bụng rồi. Ăn một nửa, Bành Dạ lại ném mấy miếng thịt cho cô, giống như cho mèo ăn. Không lâu sau, khoai lang cũng đã chín, bóc vỏ ra, hơi nóng bốc lên không ngừng, mùi thơm bốn phía. Quãng thời gian trước ở thành phố Trình Ca hơi kén ăn, sau khi tới đây lại khác. Tối nay khẩu vị vô cùng tốt, sau khi ăn một đống xong, cô lấy tay áo lau miệng một chút, tiếp đó nhìn Bành Dạ. Anh hỏi, cô còn ăn được sao? Cô chìa tay về phía anh nói, trái cây của tôi đâu, hôm nay chưa ăn trái cây. Ý cô nói là củ sắn. Bành Dạ quản lý trái cây, khẽ nhíu mày nói, buổi tối lạnh, ăn không sợ lạnh à? Tôi muốn ăn. Bành Dạ thấy cô ăn đến mức trán hơi đổ mồ hôi, còn sưởi ấm không cản nữa, đứng lên đi lấy một củ sắn tới. Anh ngồi dưới đất, lột vỏ sạch sẽ giống như lần trước rồi đưa cho cô. Thạch Đầu vừa ăn, vừa hỏi, Trình Ca, cô làm công việc này, bố mẹ cô không lo lắng à? Tôi thấy cô đều rất ít gọi điện thoại báo bình an cho họ. Trình Ca nói, bố tôi đã chết rất nhiều năm, mẹ tôi cũng có gia đình mới rồi. Mọi người trầm mặc, 16 đạp mông Thạch Đầu một cái, Trình Ca lại cười. Không sao đâu, họ cũng không thể giúp tôi sống. Bành Dạ lại bới một củ khoai lang nhỏ từ trong đống lửa ra. Lấy gậy đẩy tới trước mặt Trình Ca hỏi, còn muốn không? Vậy thì ăn thêm một củ nữa đi. Trình Ca cầm lấy củ khoai lang nhỏ. Buổi tối đi ngủ, mọi người dùng túi ngủ riêng chen chúc trong một cái lều. Trình Ca không có túi ngủ, buổi tối phải có người trực đêm, ngược lại bỏ không một cái. Bành Dạ đưa túi ngủ của anh cho Trình Ca. Bành Dạ trực từ 11 giờ tối đến 1 giờ rưỡi sáng, 16 từ 1 giờ rưỡi tới 3 giờ, Ni Mã từ 3 giờ tới 4 giờ rưỡi, Thạch Đầu từ 4 giờ rưỡi đến 6 giờ. Trình Ca thấy mọi người đều đeo súng mà ngủ, trong lòng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sau khi nằm xuống không bao lâu, bên cạnh truyền đến tiếng thở đều của đàn ông. Cô ngủ trong cái túi của Bành Dạ đều là mùi của anh, cô hơi ngủ không được. Ánh lửa trên lều còn có bóng của anh. Trình Ca nghi người ngủ, lấy tay vuốt da Bành Dạ trên tấm da bạc, thô ráp, có khuynh hướng cảm xúc. Ni Mã nói mớ một câu,
Đêm này vô cùng yên tĩnh. Người đàn ông bên ngoài cũng im lặng. Một tiếng trôi qua, Trình Ca vẫn chưa ngủ, cô chui ra khỏi túi đi ra ngoài. Bành Giả không ở bên đống lửa, anh ngồi dựa dưới một thân cây trong góc tối. Cô kéo dây kéo lều chui ra ngoài. Ánh mắt anh chợt lia tới, con người đang sắc bén, giống như sói ẩn nấp trong bụi cây, cảnh giác, nhạy cảm, mang theo chút hung ác. Anh thật sự không phải yên lặng ngồi, anh đang trực đêm, đang trinh sát. Thấy Trình Ca đi ra không kinh ngạc lắm, rất nhanh lại nhìn sang chỗ khác. Cô trùm kín người đi tới bên đống lửa ngồi xuống sưởi ấm, cách anh khoảng vài mét. Trong tầm mắt anh liếc thấy cô sưởi ấm hỏi, lạnh nên thức à? Cô lắc đầu, chỗ cô ngủ gần đống lửa bên ngoài nhất, rất ấm. Bành Giả lại hỏi, không ngủ được. Giọng anh rất thấp. Lúc nói chuyện không hề nhìn Trình Ca, mà luôn chú ý hoàn cảnh xung quanh. Sương đêm nhiều hơn, mờ mịt trôi lơ lửng giữa hai người. Trình Ca nói, không ngủ được. Sợ à? Anh nghĩ tôi sẽ sợ sao? Anh cười một tiếng vô cùng nhạt, nhìn về phía bụi cây trong đêm, đống lửa chiếu rọi, trong bụi cây giống như che giấu ma quỷ. Trình Ca ôm gối, đầu gối lên cánh tay, ngoẹo đầu nhìn anh một lúc. Từ đầu đến cuối anh chuyên tâm nhìn chầm chầm rừng cây xung quanh. Trình Ca hỏi, anh mệt không? Bành Giả nói, không mệt. Tối nay sẽ có nguy hiểm sao? Có thể. Có thể cho tôi một khẩu súng không? Không được. Tại sao? Tôi cho rằng cô biết tại sao. Anh không nói, sao tôi biết tại sao? Bành Giả trực tiếp không để ý tới cô. Cô biết một cái ngón chân trên thung lũng kia trong mắt anh là tiền án. Hai người không nói gì thêm trong rất lâu. Anh đứng dậy đi sang thêm chút củi và đống lửa. Hút thuốc xong rồi vào ngủ đi. Lát nữa trời mưa ồn ào thì càng không ngủ được. Cô ngẩng đầu nhìn, rõ ràng ánh trăng rất sáng, sao lại là mưa? Bành Giả lại dặn một câu, lúc ngủ mặc hết quần áo để đề phòng ban đêm đột nhiên có chuyện. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Lớn hơn cô 8-9 tuổi. Thì ra anh già như vậy. Cô còn trẻ. Trình Ca câm nín, thật ra tuổi của anh không hề già một chút nào. Gương mặt anh, thân thể anh nhìn qua càng không già hơn. Anh ngồi xổm bên đống lửa thêm củi vào. Cô ngồi một bên, nhẹ nhàng hút một hơi thuốc, nhìn anh xuyên qua làn khói. Xung quanh là màn đêm và sự cô quạnh vô biên. Trình Ca hỏi, bạn gái anh thì sao? Biểu cảm trên mặt anh rõ ràng là không muốn thảo luận mấy vấn đề này với cô. Trình Ca bình thản nói, vài năm trước bên cạnh anh hẳn là có rất nhiều người đẹp. Vậy cô hỏi bạn gái nào? Người yêu nhất. Người mà anh yêu nhất. Quên rồi. Anh thật sự quên rồi, bởi vì không đủ khắc cốt ghi tâm. Thứ tôi muốn anh sẽ không cho, vì anh nói chúng ta không phải người cùng một đường. Anh và A Hòe là người cùng một đường sao? Anh không trả lời, cô trả lời thay anh. Không phải. Thứ A Hòe muốn, anh cho, tại sao? Trình Ca khẽ cười khẩy. Bành Giả, anh sợ tôi. Anh sợ rơi vào rồi không thoát thân được, đàn ông hơn 30 tuổi, còn sợ tôi ăn anh. Bành Giả không nói, giống một cái nhón chân ở thung lũng hoa mai đó đã khiến anh nổi giận. Giờ phút này, đối với sự khiêu khích của cô, Bành Giả có chút chịu đủ rồi. Anh trầm mặt, lúc đầu không nói, sau đó bỏ khúc gỗ cuối cùng trong tay và đống lửa, mới quay đầu nhìn Trình Ca, nói, vì tôi không có hứng thú tình dục với cô. Giọng nói hời hợt, nội dung lại nghiêm trọng, đủ để đóng băng mối quan hệ mới vừa hòa quản giữa hai người. Sự lạnh lẽo trong mắt Trình Ca gần như là thấu xương. Cô không lên tiếng, ném đoạn thuốc còn lại vào đống lửa, đứng lên đi vào lều. Sau khi quay lại lều, Trình Ca nhìn bóng anh trên tấm da bạc, lạnh lùng lườm một cái, xoay người ngủ. Ban đêm thấp thoáng nghe thấy tiếng mưa, âm thanh rào rào trên lều, sau đó có người vào lều thay ca, có người ra khỏi lều trực đêm. Đến khi không biết qua bao lâu, Bành Giả dùng sức lắc cô, giọng đè cực thấp. Trình Ca. Trình Ca mở choàng mắt, mưa xối xả rơi xuống lều giăng rào rào, trong tiếng gió, tiếng mưa,
hòa lẫn nhiều tiếng súng vang xa xa. Sắc mặt Bành Giá lạnh lùng, anh không đợi cô tự ngồi dậy, một tay xốc cô lên, ôm cô vào lòng nhanh chóng đi ra ngoài. Đi mã đã dập tắt đống lửa, ngoài lều tối đen như mực, chỉ có sắc trời lờ mờ, mưa như trút nước, bóng cây bốn phía tựa như ma quỷ. Phía sau, tiếng súng tới tới lui lui, ở trong mưa, Trình Ca không khống chế được rung một cái. Bành Giá che chở Trình Ca nhanh chóng leo lên dốc núi phía sau lều, giấu cô trong một hố đất. Lúc anh cắm trại đã xem địa hình, gần đây nhiều bụi cây, nhìn từ dưới lên đều là bụi cây, nhìn từ trên xuống lại có tầm nhìn rộng không sót một góc. Lều của họ ở lưng chừng dốc, xe đậu ở đỉnh dốc. Anh nhanh chóng cởi áo mưa trên người mặc vào cho Trình Ca, nâng súng nằm sấp bên rìa hố đất. Thạch Đầu và 16 đánh yểm trợ ở đằng trước, đang bị ép lui sang bên lều. Bành Giả nhắm mấy bóng người nối thành một khối trong bóng tối, bóp cò. Dưới dốc núi truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Bóng người tản ra, Bành Giả không tiếp tục nổ súng, tầm mắt quá mơ hồ, sợ bắn trúng Thạch Đầu và 16. Rất nhanh, Ni Mã xoài người ra, rạp người leo lên, chạy vào hố đất. Bành Giả hỏi, bao nhiêu người? Ni Mã đáp, khoảng 10 người. Bành Giả cắn môi một cái, tóc ướt sũng dính sát vào trán. Trong súng em có bao nhiêu viên đạn? 10 viên. Đủ rồi, lát nữa Thạch Đầu dụ chúng lên, anh đánh yểm trợ, em làm tay súng chính. Ni Mã im lặng vài giây nói, được. Nói xong, Ni Mã bò ra khỏi hố đất, chuồn ra sau bụi cây xéo phía trên dốc. Trình Ca đã mặc áo mưa, nhưng cả người vẫn ướt đẫm, lạnh đến mức răng run cầm cập không ngừng. Nước mưa dính đến mức cô không mở mắt nổi. Cô chịu đựng thêm một chút. Bành Giả kéo cô sang, chắn dưới người, nòng súng nhằm ngay 5-6 bóng người mai phục trên dốc núi, chậm chậm đến gần lều, bóp cò. Tiếng súng liên tiếp nổ tung trên đỉnh đầu Trình Ca, sức giật khổng lồ đánh lên da Bành Giả, cũng lần lượt đánh thẳng vào Trình Ca ở dưới người anh. Bóng tối khiến xúc giác vô cùng rõ ràng. Bành Giả đè trên người cô, bắp thịt toàn thân đều căng chặt. Nước mưa cũng đánh vào mặt cô không thở nổi. Mỗi lần nổ súng đều là một lần sức giật bùng nổ. Hai người lắc lư trong hố, thân thể lần lượt va chạm. Cô giống như sắp hòa vào trong thân thể anh. Trình Ca choáng váng và đau đớn, không thở nổi. Hai tay cô túm chặt hông anh, tất cả đều không đúng lúc. Lúc này cô lại muốn người đàn ông này một cách điên cuồng. Sự phản kháng và không thể đạt được của anh khiến cô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bành Giả nổ súng đưa tới đối phương điên cuồng phản kích, vài phát đạn trúng vào rìa hố đất, bùn đất văng khắp nơi. Bành Giả nhanh chóng đè thấp đầu, che chở Trình Ca dưới người. Sau vài phát đạn liên tục, tiếng súng ngừng, mưa cũng nhỏ lại. Trong bụi cây dần có một sự yên lặng như chết, chỉ có gió đêm dù dù. Người của đối phương đang chậm rãi áp sát hố đất chỗ Bành Giả. Ngay cả Trình Ca cũng nghe thấy tiếng bước chân. Cô lau nước mưa trên mắt, mở mắt nhìn về phía Bành Giả. Anh nhìn mây trên bầu trời, cầm súng, nhíu mày rất chặt. Gió đang thổi. Anh nói rất thấp. Bà. Trời quá tối, cô không thấy rõ mặt anh lắm, chỉ có nghe giọng nói thật thấp. Hay. Trình Ca thấy tay anh nhấn một cái tay quay hướng về bầu trời. Một. Anh nổ súng lên trời, mà tiếng này tựa như tín hiệu nào đó. Trong nháy mắt, gió thổi tan mây đen, ánh trăng như thủy ngân nghiêng xuống, chiếu sáng cả dốc núi sau cơn mưa. Mà gương mặt với đường nét rõ ràng của anh rõ rệt trong ánh trăng. Ni Mã nổ súng. Trình Ca nghe thấy một hồi súng loạn xạ không có kết cấu gì dưới dốc cách đó không xa, cộng thêm tiếng kêu đau đớn, thảm thiết, chữ tục. Đối phương đang nhanh chóng rút lui. Bành Giả thò đầu ra nhìn, có người bắn tới một phát súng, anh nhanh chóng trốn vào. Lạnh lùng cắn răng, dùng sức đẩy chốt, không hề dừng lại đứng lên lần nữa, súng đặt trên cánh tay trái. Bằng một tiếng, người kia ngã xuống đất, che chân bò ra sau. Người bên cạnh hắn cũng xông lên kéo hắn. Anh đã bắn trúng tên cầm đầu. Bành Giả lạnh mặt, nhanh chóng phán đoán người tứ chi hoàn hảo trong đám người. Tiếng kêu rên thảm thiết liên tục không ngừng. Súng của đối phương cũng nhằm tới, đạn nổ liên tục. Giang dội bầu trời, nhưng rất nhanh, mây đen lại che phủ mặt trăng lần nữa, dốc núi rơi vào một màu đen kịch. Thế giới yên tĩnh. Cả dốc núi yên tĩnh. Sau đó không lâu,
Bầu trời bắt đầu đổ mưa tí tách, chân dốc vang lên tiếng xe khởi động. Người đi rồi. Ni Mã trượt ra khỏi bụi cây, nhanh chóng chạy sang bên đây. Bành Giả cũng buông Trình Ca đi ra khỏi hố đất. Thạch Đầu và 16 đang chạy tới tụ tập. Bành Giả hỏi, thế nào? Ni Mã đáp, hai dài, hai bụng, một chân, một đầu. Bành Giả nói ngắn gọn mạnh mẽ, có tiến bộ. 16 khoác da Ni Mã khen ngợi, không tệ, sẽ là tay súng thiện xạ kế nhiệm của đội chúng ta. Ni Mã ngẩn người, sự bình tĩnh chỉnh chạc lúc nổ súng vừa rồi đều không thấy nữa, ngượng ngùng xoa xoa đầu. Đều là anh Bảy dạy em. Suy nghĩ một chút lại nhả giọng nói, anh, em không phải cố ý bắn đầu hắn. Bành Giả nói, anh biết. Đối mặt với bọn săn trộm, nếu có thể cố gắng hết sức khiến đối phương mất đi năng lực hành động thì không được lấy tính mạng của họ. Thạch Đầu hỏi Bành Giả, lão Bảy bây giờ làm thế nào, đuổi theo không? Gấp rút lên đường. Anh trả lời. Bầu trời lại bắt đầu đổ mưa tí tách, mọi người rất nhanh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một mình Trình Ca đi sang một bên, dựa vào thân cây to chăm thu hút. Anh cho rằng vừa rồi cô bị dọa, cần tự bình tĩnh lại, liền để mặc cô. Mọi người thu dọn đồ xong đi tới bên cạnh xe, Trình Ca hỏi, thành trấn gần nhất ở đâu? Thạch Đầu vừa dọn túi vừa nói, đi vòng lại phải mất mấy tiếng, đoán chừng sẽ đụng phải đám người vừa rồi. Cô hỏi cái này làm gì? Trình Ca nói, đi vòng lại. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi. Bành Giả để vali của cô lên xe, quay đầu nhìn cô. Trời quá tối, gương mặt cô mơ hồ, không thấy rõ biểu cảm. Trình Ca, bây giờ đừng tùy hứng, đi vòng lại. Trình Ca dựa bên cạnh xe, không có một chút dáng vẻ muốn lên xe. Anh chào mày. Mẹ nó, cô lại khó chịu thế nào nữa vậy? Trong bóng tối, ánh lửa trên đầu lọc của cô cháy một cái, rồi dần tối mờ đi. Cô chậm rãi thở ra một ngụm khói, bình tĩnh nói, tôi trúng đạn rồi. Chương 28. Ánh trăng dậy xuống từ kẽ hở giữa tầng mây, bóng dáng cô dựa bên xe dần rõ ràng. Sắc mặt cô tái nhợt, người lại rất bình tĩnh, tay cầm điếu thuốc lượn lờ. Dưới vai trái, phía trên ngực dở ra một cái lỗ, máu chậm chậm thấm ra ngoài. 16 và Ni Mã đều kinh hãi. Cái này bị lúc nào vậy? Cô nhíu mày một cách ẩn nhẫn, hỏi, bây giờ các anh muốn thảo luận chuyện này với tôi? Cảm giác đau nhẹ nhẹ kéo dài trên vai khiến đầu óc cô rõ ràng và sống động trước nay chưa từng có. Sự kích thích liên tục không ngừng từ trên vai cuồn cuộn tới. Cô rẫy tan thuốc một cái, mở cửa xe, nói, đưa tôi đến bệnh viện. Tiếp tục lên đường. Giọng Bành Giả truyền đến. Trình Ca dương mắt nhìn anh, lạnh giọng, anh nói cái gì? Tầng mây dần che phủ, lại bắt đầu đổ mưa tí tách. Bành Giả nói một cách không hợp tình người, quay lại không chỉ làm lỡ thời gian mà còn nguy hiểm. Mẹ kiếp, trong vai tôi có viên đạn. Bành Giả lại thờ ơ, con người đang vắng lặng, giống như một con sói xem xét tình hình, nhìn chằm chằm chỗ sâu nơi mắt cô, giống như đang tìm kiếm ý thức ở tầng trong hơn. Sự phẫn nộ trên gương mặt Trình Ca không hề giả tạo. Cô bớt chặt điếu thuốc trong tay, nói, anh không muốn thêm chi tiêu ở một đêm dọc đường cũng tiếc dầu. Anh yên lặng nhìn cô, không nói gì. Cô cảm thấy lòng lạnh buốt, xoay người rời đi. Các anh đi đường các anh, tôi tự lái xe về. Anh kéo cô lại ghi vào thân xe. Trình Ca cắn răng, trong mắt tràn đầy căm hận. Tôi đã nói, tôi phải đến bệnh viện. Anh thâm trầm nói, tôi lấy ra cho cô. Cho dù là Trình Ca cũng không thể tin nổi mà trợn to hai mắt, anh quay lại nói với Thạch Đầu, lấy rượu trắng tới đây. Trình Ca hất tay Bành Giả, xoay người chạy về phía xe mình. Anh không nói một lời, sải bước tiến lên, ôm lấy hai chân cô, nhấc cô lên vai, đi tới cạnh xe, đặt lên nắp capo. Trình Ca ngồi dậy muốn trượt xuống, Bành Giả nhảy lên xe, ghì cô ngã xuống. Anh dùng một tay ấn ngực cô, tay còn lại rút một con dao quân đội ngắn ở bên hông ra, nói với Thạch Đầu, rượu trắng. Buông ra, anh buông ra. Ánh mắt Trình Ca tựa như dao, tay vừa nắm vừa cào cánh tay Bành Giả, liều mạng giãy giụa.
Tuy anh ghi cô thật gắt, nhưng cô giấy loạn như vậy cũng không có cách nào xuống tay. Anh lạnh mặt ra lệnh cho ba người đờ đẫn dưới xe nhìn. Tới ghi cô ấy lại. Trình Ca gào lên. Các anh dám? Cô nắm tay Bành Giả, quay đầu nhìn họ, mắt đỏ như máu. Tôi giết các anh, mẹ kiếp, tôi sẽ giết các anh. Ni Mã không dám lên, 16 cũng không dám. Tuy bình thường ở khu không ít người bị thương đều điều trị khẩn cấp như vậy, nhưng Trình Ca dù gì cũng là cánh con gái, một đám người ghi chặt bắt nạt một mình cô quả thực không nói được. Ni Mã cực kỳ khổ sở, rõ ràng không phải là gì tiết kiệm thời gian, tiết kiệm xăng, tiết kiệm tiền, sao anh Bảy lại không thể nói rõ chứ? Thạch Đầu một bên nói hết lời. Trình Ca, cô chịu đựng một chút, moi ra rồi là tốt thôi. Bình thường chúng tôi đều như vậy, cô chịu đựng một chút nha. Bố chịu đựng cố nội anh. Bành Giả không nói hai lời, kéo dây lều trên nóc xe xuống. Cô đoán được anh muốn làm gì, vừa đá vừa đạp, nhưng không ngăn nổi sức mạnh của Bành Giả, hai tay bị trói vào kính chiếu hậu hai bên xe. Bành Giả, Bành Giả, anh dám, anh dám. Trình Ca khàn giọng đá đạp Bành Giả, anh dùng đầu gối ghì hai chân cô, cởi áo khoác ra, dây chặt chân cô. Bành Giả lo cô giãy giụa đụng trúng đầu, lại cởi áo kê dưới đầu cô. Anh nắm cổ áo cô, cầm dao rạch một cái, áo gió, áo len, một đường cắt đứt. Anh xé áo sơ mi và áo lót cô ra, hơn một nửa bả vai và bầu ngực trắng ngần lộ ra ngoài. Một viên đạn khảm vào thịt cô, máu rỉ một chút ra ngoài. Mắt Trình Ca đỏ ngầu. Bành Giả, anh dám, mẹ kiếp, nếu hôm nay anh dám, tôi móc tim anh ra. Giọng anh đều đặn. Mẹ nó, hôm nay tôi dám. Anh quỳ ngang người cô, hai chân kẹp thân trên cô, gạt áo trên vai cô ra, lại nhận lấy rượu trắng từ tay Thạch Đầu. Trình Ca dùng dãy, không thoát khỏi sợi dây thừng trói trên tay. Bành Giả cắn dao găm trong miệng, một tay cầm rượu, một tay bóp mặt cô, cậy miệng cô ra, đổ rượu trắng vào miệng. Trình Ca không uống, dùng sức lắc đầu, nhưng không lắc được. Rượu mạnh cháy miệng đổ vào cổ họng, một luồng nhiệt xông thẳng khắp toàn thân, đốt nóng vào đầu. Trình Ca khàn giọng la. Bành Giả, Bành Giả, tôi phát tổ tiên anh. Không có cờ, lấy gì phát? Bành Giả bắt đầu làm, sợ Trình Ca cắn lưỡi. Anh cởi chiếc áo thun cuối cùng mặc trên người ra, kéo áo thun trắng thành dây kẹp vào miệng cô, thắt nút sau đầu cô. Thế là Trình Ca không có âm thanh nữa. Bành Giả lấy rượu rửa lưỡi dao, đổ lên vết thương của Trình Ca. Cô ngạn ngào một tiếng, toàn thân căng chặt và co giật. Dây thần trên tay kéo căng thành đường thẳng. Dây tiếp theo, lưỡi dao đâm vào thân thể, dùng sức khoét một cái. Đầu óc Trình Ca ầm ầm nổ tung. Cô đờ cả người, nhíu chặt mày ngẩng đầu lên. Dưới sự đau đớn và choáng váng cực hạn, cô lại nhìn thấy khi đó mưa ánh trăng dưới bầu trời. Viên đạn được khoét ra chính xác không sai lầm, rơi xuống tấm sắt capo loãng xoảng. Bành Giả nhanh chóng bôi thuốc cho cô, lau khô thân thể cô, buộc chắc giải gạt và băng giải. Sau khi móc đạn ra, tay anh trái lại hơi run. Anh vừa làm, vừa nhìn cô mấy lần. Sắc mặt Trình Ca dưới ánh trăng càng trắng hơn. Không có bất kỳ biểu cảm nào. Ánh mắt tan rã, tóc tai xốc xếp, trên trán không biết là mưa hay mồ hôi. Giọng Bành Giả không lạnh nhạt giống như vừa rồi. Bản thân cũng không ý thức được mang theo chút khẽ dỗ dành nói. Được rồi. Không sao rồi. Giải trắng cột trên miệng cô vẫn há miệng, ánh mắt thẳng tắp lại mềm mại, giống như vừa rồi đã lấy được món đồ chơi cô âu yếm. 16 giúp đỡ ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Anh này, Trình Ca không bình thường lắm, không chảy một giọt nước mắt, bây giờ vẫn ngây ngốc, cứ nhìn anh chầm chầm là đau đến ngốc rồi sao? Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt cô mềm mại và yên lặng, rơi vào thân thể cởi trần của anh. Bành Giả nói, là uống nhiều rượu. Vết thương của Trình Ca nằm trên ngực một chút, bởi vì cô nằm, bầu ngực tròn trịa hơi lộ ra, mắt 16 dần thẳng. Anh nhíu mày, lấy sóng dao gõ đầu anh ta, 16 che đầu chạy trốn.
Bành Giả cởi vải trên miệng và dây thừng trên tay Trình Ca ra, cổ tay cô đều đỏ. Anh vuốt tóc trên trán và mặt cô, nhặt viên đạn trên nắp capo lên, ấn vào lòng bàn tay cô, thấp giọng nói: "Lưu lại một vật kỷ niệm." Trình Ca nắm viên đạn, cả người có phần mệt lả, không có sức, nói: "Bành Giả." Cô ở trong lòng anh, nghiêng đầu dựa vào vai anh, hơi thở yếu ớt. "Anh nhớ kỹ." Bành Giả không đáp lại. "Nói được, làm được, anh cứ chờ đấy." Cả người cô ướt sũng, lạnh như băng. Bành Giả bế cô đi tới bên cạnh xe, đặt cô vào ghế sau xe. Anh nói: "Tôi tìm quần áo khô trong vali của cô cho cô." Rồi anh lại đưa cho cô một chai nước và mấy viên thuốc. "Uống thuốc kháng sinh đi." Cuối cùng, Bành Giả tìm được bộ quần áo dân tộc Tạng kia, hỏi: "Cần tôi giúp cô không?" Môi Trình Ca tái nhợt. "Tôi tự làm." Đám thạch đầu dây quanh dưới tàn cây nhóm lửa, Bành Giả đi tới, Ni Mã nói: "Chúng ta chờ chị Ca sưởi ấm rồi hẳn đi." Anh móc thuốc trong túi ra, còn là ngọc khê Trình Ca cho, anh lấy một điếu, đưa cho anh em vài điếu rồi đốt lửa, bắt đầu hút. 16 than thở: Anh sao không nói rõ với Trình Ca chứ?" "Nói cái gì?" "Anh là gì tốt cho cô ấy, tình trạng thân thể cô ấy vừa tới bệnh viện thì đã nhiễm trùng uốn ván rồi, bây giờ xử lý khẩn cấp. Bác sĩ Tây Tạng Trung Y có thể thay thuốc ở thôn nào cũng có." Ni Mã biểu môi: "Anh cứ phải nói không muốn làm trễ lộ trình, không muốn lãng phí dầu. Em thấy ánh mắt đó của chị Trình Ca, chị ấy sắp bị anh chọc tức chết rồi." Anh lãnh đạm nói: "Chọc tức cô ấy cũng sẽ không mất miếng thịt nào." "Tại sao phải chọc tức chị ấy chứ?" Bành Giả không kiên nhẫn, nhíu mày một cái: "Không ưa cô ấy." Ni Mã không đồng ý, cãi: "Chị Ca rất tốt." Bành Giả nói: "Sau này em cứ gọi cô ấy là anh đi." Ni Mã không lên tiếng, đứng lên đi theo 16 lấy củi. Đi xa rồi, 16 lẩm bẩm: "Hai người này ấy còn phải đấu." Ni Mã không hiểu: "Tại sao vậy?" 16 dỗ dỗ đầu Ni Mã: "Hai người đều quá cứng, ai cũng không chịu nhượng bộ trước." Hai người kia đi rồi, thạch đầu luôn không lên tiếng, rốt cuộc mở miệng: "Trình Ca chụp ảnh xong là đi ngay, đoán chừng đời này cũng sẽ không quay lại đây nữa." Bành Giả nghe ra trong lời anh ta có hàm ý, nhịn sự bực bội, nói: "Nói." Thạch đầu thở dài: "Cậu vừa nói với Ni Mã là không ưa cô ấy, nếu cậu thực sự không ưa cô ấy, vậy thì tốt rồi." Bành Giả chau mày: "Hôm nay anh sao vậy?" Thạch đầu nói: "Hôm đó anh thấy Trình Ca đi ra từ phòng cậu, không mặc quần áo đàng hoàng, giày cũng không có." Thạch đầu chọc đống lửa, tia lửa văng khắp nơi, anh ta nói tiếp: "Lão Bảy, nếu chuyện này của cậu truyền ra ngoài, ảnh hưởng không tốt. Trình Ca tới công tác, nói trắng ra cũng là đồng nghiệp, khác với việc tìm phụ nữ bên ngoài. Nói khó nghe là làm loạn nội bộ, cậu không quan tâm thì cũng phải suy nghĩ một chút cho cô ấy. Lời Tiêu Linh nói tối đó anh nghe thấy hết, nếu không phải 16 lấy cớ đưa thuốc cắt đứt, còn biết có thể bật ra lời gì nữa." "Anh không hiểu mấy cái mạng lưới, nhưng 16 nói Trình Ca là người nổi tiếng trên mạng gì đó. Nếu người trên mạng không ưa ai, nói chuyện rất khó nghe. Đó có thể sẽ không phải là không ưa trong miệng cậu." Bành Giả không lên tiếng, đạo lý anh đều hiểu. Thạch đầu lại nói: "Cô gái Trình Ca này, nói không tốt, người rất tốt, nói tốt lại cũng không phải là một cô gái tốt. Nhìn đôi mắt cô ấy thì biết cô gái này nhiều kinh nghiệm, không thổ lộ tình cảm. Cô ấy sẽ không lưu lại đây, người sẽ không, trái tim cũng sẽ không." Nói đến đây, thạch đầu dứt khoát làm rõ: "Nếu cậu muốn chơi, vậy cứ chơi với cô ấy, chơi trên đường, rồi đường thuộc về đường, cầu thuộc về cầu. Nếu cậu không muốn chơi, thì đừng để bản thân dướng vào. Cô ấy phóng khoáng đi rồi, cậu rơi vào trong không ra được. Cô gái Trình Ca này có luồng yêu khí, không chừng kiếp trước là hồ ly. Anh sợ ngày nào đó, cô ấy sẽ thực sự móc tim cậu ra. Đến lúc đó thì cậu đã phế rồi." Bành Giả nhíu mày, hút mạnh điếu thuốc trong tay, đi một vòng trong phổi rồi ra ngoài.
Em với cô ấy không có chuyện gì cả. Thạch Đầu nói, anh thấy sớm muộn gì hai người cũng sẽ làm ra chút chuyện. Bành Giả trầm mặt nói, em biết chừng mực. Cho nên hung ác với cô, cắt đứt đường của cô cũng cắt đứt đường của mình. Thạch Đầu lại thở dài. Lão Bảy, nhiều năm như vậy, cậu luôn làm việc quyết đoán. Nhưng chuyện này, anh thấy cậu làm cho bản thân rối tinh rối mù như thế. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, không hại cô ấy được. Người dấp ngã sẽ chỉ là bản thân cậu. Bành Giả dùng sức gãi đầu không đáp lại. Thạch Đầu thấy vậy cũng không nói nhiều nữa. Phía sau truyền đến tiếng mở cửa xe. Trình Ca thay đồ xong xuống xe, cô bước đi hơi loạn choạng. Bành Giả vốn định sang dìu cô, nghĩ lại thì không đứng dậy. Ni Mã đi qua muốn đỡ cô từ chối, tự đi tới ngồi xuống sưởi ấm. Anh quan sát cô, một gương mặt nhợt nhạt, không có biểu cảm gì, bình tĩnh là hờ hững. Không tỏ vẻ một chút đau đớn, cũng không nói chuyện với người xung quanh. Sau khi mọi người hơ khô người xong, lập tức lên đường. Phải nhanh chóng chạy tới thôn tiếp theo, tìm bác sĩ thay thuốc bôi kê thuốc uống cho Trình Ca. Lái xe tới một bụi cây ngoài mười mấy cây số, dừng lại để thêm dầu. Trời đã tờ mờ sáng. Trình Ca muốn hút thuốc, đi cách xa xe một chút, đi lên dốc núi cách đó không xa. Trong thung lũng, Kim Ân đang lượn vòng. Cô nhớ có người từng nói, chỉ có ở chỗ như vậy mới có thể thấy chim ưng, bởi vì chim ưng chỉ bay trên bầu trời rất cao. Nó dang đôi cánh khổng lồ, tùy ý phóng khoáng, cưỡi gió bay lên, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, tự do như gió núi. Gió bị trói buộc, liền tiêu tan dừng lại, chim ưng bị trói buộc, liền phản kháng đến chết. Ánh mắt cô đuổi theo con chim ưng kia rất lâu, đến chỗ rất cao, rất xa. Cô không nén được hít một hơi, sự đau đớn trên vai truyền tới thấu xương rõ rệt. Sau lưng có tiếng bước chân, Trình Ca nghe ra là Bành Giả. Cô không lên tiếng, cũng không quay đầu, một tay nắm viên đạn trong túi, một tay cô kẹp thuốc. Bành Giả đút tay trong túi đứng bên cạnh cô, cũng không nhìn cô. Dáng anh rất cao, giống như một cây bạch dương. Anh nhìn con chim ưng bay lượn trong thung lũng nơi xa kia, cô độc, tự do, không thể trói buộc. Anh cảm thấy Trình Ca cực kỳ giống con chim ưng đó. Giờ phút này, trái tim Trình Ca hẳn ở đó, ở nơi con chim ưng kia. Họ đứng trên dốc núi thật cao, không hề nói lời nào. Gió nổi lên. Bành Giả xòe năm ngón tay dò xét gió theo bản năng. Trình Ca ngẩng đầu nhìn về phía năm ngón tay anh. Giữa ngón tay anh có bầu trời xanh, mặt trời mọc, chim ưng đang bay lượn. Ánh nắng màu đỏ dâng lên giữa ngón tay anh, gân, cơ bắp và mạch máu có thể phân biệt rõ ràng. Bành Giả nheo mắt ngắm con chim ưng giữa ngón tay. Anh nói, Trình Ca, ngày mai là một ngày đẹp. Vừa xếp lại tập 11. Anh biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Nơi Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.